Em chào cả nhà. Bất động sản Đất Việt rất vui lại tiếp tục đồng hành cùng quý đầu tư và anh chị. Bên em nhận nhà và đất là chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng, nên anh chị và cô chú mình cũng yên tâm nha. Hôm nay em về đây là ở khu phố 3, phường 6, thành phố Mỹ Tho anh chị ha. Em gửi đến anh chị một căn nhà vườn khá là đẹp anh chị nha. Với diện tích ngang là 12m, chiều sâu anh chị là 70m anh chị nha. Đặc biệt ở đây thì căn nhà mình hiện tại thì có 200m² thổ cư anh chị nha. Lên tổng diện tích là 733m² nha anh chị. Cái hướng căn nhà nghỉ dưỡng mình ở đây nằm hướng Bắc nha anh chị. Anh chị nào mà hợp phong thủy xây nhà ở hay là con phong thủy, đây là vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú nha. Cái đường này ta còn gọi là đường Lê Thị Hồng Gấm anh chị nha. Nếu mà anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh anh chị, nếu mà tính từ bến xe miền Tây anh chị nha, đây là vị trí nè. Nếu mà từ bến xe miền Tây về tới căn nhà nghỉ dưỡng mình là 64 cái số là tới anh chị. Đó, em đưa cái vị trí lên cho anh chị xem nè. Đường xá rất là dễ đi ha. Anh chị có xe ô tô, xe tải gì đó mình chạy tới vị trí căn nhà nghỉ dưỡng mình luôn anh chị nha. Từ cái đường Lê Thị Hồng Gấm này đó, chạy vô khoảng là 450m nữa là tới căn nhà nghỉ dưỡng của mình nha anh chị. Rồi, để em quay qua cái đường để cho anh chị mình xem ha. Rồi em chạy vô cái căn nhà cho anh chị mình tham quan đường xá và hàng xóm luôn anh chị nha. Đây là cái đường này cho xe là 3,5 tấn mình lưu thông nha anh chị. Ở đây là tổ 9, khu phố 3 nha anh chị nha. Em quay rất là kỹ từng tiết để cho anh chị mình nắm ha. Rồi em xin mời anh chị ha. Giờ mình chạy vô mình tham quan đường xá ngoài hàng xóm nha anh chị nha. Anh chị thấy không, đường khá là rộng nha anh chị nha. Đây anh chị thấy không, trước cái màn hình mình anh chị là có cái tòa nhà đang xây anh chị thấy không. Đang quay để em đậu xe lại cho anh chị xem nha. Mấy tòa nhà đang xây anh chị, nhà lầu anh chị, cái đó là cặp Bà Kè ở thành phố Mỹ Tho anh chị. Nè, tôi quay gần cho anh chị xem. Đất mình là cái đuôi đất mình đó giáp với cái chỗ mà đang xây luôn anh chị nha. Rồi tới đây mình vẹo phải anh chị ha, là tới anh chị nha. Ở khu này thì rất là an ninh anh chị ha, người ta làm một cái cửa nè anh chị ha. Đây, tới đây là vô khoảng một đoạn nữa đường cùng anh chị nha. Rồi, em tới cái nhà rồi anh chị, để em xuống em quay trực tiếp cho anh chị mình xem nha. Rồi, cái nhà mình khá là rộng rãi nha anh chị. Để em chỉ ranh giới cho anh chị nắm ha. Đây, từ cái tủ bê tông, cửa hàng rào bên tay trái nè anh chị nha. Qua bên tay phải mình là 12m nha anh chị. Khá là rộng rãi anh chị ha. Có một căn nhà nghỉ dưỡng. Còn bên tay phải anh chị thấy không, còn một cái khoảng trống đó, mình cắt được một căn nhà nữa anh chị nha. Rất là rộng nha anh chị. Quay xa xa cho anh chị xem. Trên căn nhà nghỉ dưỡng mình anh chị thì có một số cây ăn trái như là sồi nè, rồi mít nè, rồi một số cây ăn trái khác nha anh chị nha. Hiện tại là đang có quy lại luôn anh chị. Đây, qua tới cái tủ bê tông bên tay phải nè anh chị ha. Xung quanh căn nhà nghỉ dưỡng mình anh chị thì đã có hàng rào ranh giới hết anh chị nha. Còn dưới đây là cái đường nước nè anh chị, để quay kỹ cho anh chị xem luôn nha. Đây là cái đường nước công cộng khoảng là 1m anh chị nha. Có cái cống nè anh chị thấy không. Rồi để quay lại cái mặt tiền 12m cho anh chị mình xem nha. Cái mặt tiền 12m này anh chị, từ chỗ mà đường Lê Thị Hồng Gấm anh chị mình chạy vô anh chị ha. Rồi, không để mất thời gian của anh chị và cô chú nên em sẽ đi từ từ vô mình tham quan hai căn nhà và mảnh vườn nha anh chị. Đây cái sân anh chị không? Khá rộng rãi chị không? Này mình đậu được 20 chiếc xe ô tô anh chị, rất là rộng anh chị ha. Căn nhà mình thì hiện tại thì cháu của chủ nhà mở giùm anh chị ha. Chủ đang kẹt chuyện anh chị nên không có đem chìa khóa mở bên trong căn nhà được chị ha. Thì căn nhà chủ nói là được 2 phòng ngủ, 1 phòng khách.
một không gian bếp và một nhà vệ sinh anh chị ha. Nhà mình đó nhà mới anh chị ha. Chị không? Toàn bộ căn nhà mình thì đã đóng lò phong hết anh chị. Còn gạch đó thì ốp lên tới trần luôn chị thấy không? Đây. Bên hông anh chị thấy không? Rất là rộng rãi anh chị. Xung quanh căn nhà và đất mình là đã con gào ranh giới hết rồi nha. Gia chủ ký gãi giá bán anh chị là 6 tỷ 800 triệu anh chị ha. Giá này là chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình anh chị ha. Xíu nữa em sẽ đưa cái sổ lên để cho anh chị mình xem kỹ một lần nữa nha. Căn nhà nghỉ dưỡng mình ở đây là hai sổ anh chị ha. Một sổ thì có thổ cư và một sổ là phía sau là chỉ có đoạn này là 10 mét anh chị. Đây tôi quay gần cho anh chị xem. Đây là không gian phía sau anh chị. Rất là rộng rãi anh chị nha. Đây sổ thứ hai là từ vị trí này chị thấy không? Nó bị hấp được xíu. Đó, từ vị trí này thẳng ra phía sau. Đó qua bên trái mình khoảng là 10 mét. Dạ chào anh. Dạ. Phía sau đây thì chủ cũng xây hàng rào cao lên khoảng là 3 mét anh chị ha. Rất là cao anh chị nha. Đây là không gian phía sau giường của mình anh chị. Trên đất á, và không màu mã, không có vướng dây điện cao thế gì anh chị nha. Đây cái này khế ngọt nha anh chị. Quay gần cho anh chị xem ha. Đây là khế ngọt nha anh chị ha. Quay chua nha anh chị. Phía sau thì đất mình rất là bằng phẳng anh chị ha. Không có ao hồ gì anh chị. Đây là sồi. À. Sồi trái nhìn rất là đẹp anh chị ha. Xung quanh cái mảnh vườn phía sau anh chị thì đã có hệ thống bed quay tự động hết anh chị nha. Đó mình kéo vào dao mình tưới thôi. Không cần kéo ống thun hay là mình tưới tay rất là bất tiện anh chị ha. Phía sau thì có trồng lan nè. Rồi một số rau như cải rồi nè anh chị ha. Ồ cái sồi này rất là đẹp anh chị. Cái sồi này là khi mình sồi Úc anh chị ha. Trái nhìn rất là đẹp anh chị nha. Nó quay gần cho anh chị xem. Trái nhìn rất là mê anh chị ha. Cái màu rực rỡ luôn anh chị thấy không? Rất đẹp ha. Anh chị và cô chú cũng đừng quên like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký dưới hình để tương tác với em để nhận được video mới nhất. Tìm đất nền, đất giường, đất công hay là nhà ở để cho anh chị đầu tư hay về đây mình nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác ha. Chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều ha. Bên em cũng có đội thi công công trình nè, san lấp mặt bằng và làm gà theo yêu cầu của khách hàng. Anh chị và cô chú nào có nhu cầu á, bên em hỗ trợ cho anh chị và cô chú nha. Đây có sao có một cái vàng anh chị ha. Cái vàng này trồng bầu mướp cho anh chị, khổ qua gì anh chị ha. Đó, mà phía sau vườn thì chủ trồng rất là nhiều loại như là rau muống anh chị ha. Đó, rau sạch anh chị để mình dùng anh chị ha. Đây có cây lá cách nữa nè anh chị không? Lá cách giống như mình nướng, mình gói mình nướng rồi anh chị ha. Rồi để ra cái ranh cuối cùng luôn, quay ranh giới cho anh chị mình nắm nha. Em xin nhắc lại cái diện tích căn nhà của mình anh chị là ngang là 12 mét, chiều sâu anh chị là 70 mét nha. Lên tổng diện tích là 733 mét vuông. Trên căn nhà mình thì có 200 mét vuông thổ cư anh chị. Chủ ký gửi giá bán là 6 tỷ 800 triệu nha. Giá này chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn anh chị nha. Đây có cây cóc nè anh chị, còn nhỏ anh chị ha. Vườn mình rất là nhiều cây ăn trái nhưng mà mỗi thứ thì trồng một ít anh chị ha, không có nhiều. Giống như mình dùng trong gia đình đó chị. Có hạnh đâu nữa anh chị. Rồi có khế rồi đó, rất là nhiều cây ăn trái. Rồi, em đã ra canh cuối cùng luôn anh chị ha. Đây là ranh giới nè chị ha. Có bức tường nè, để em quay cho anh chị xem. Đất mình khá là dài anh chị nha. Đây là ranh giới cuối cùng của đất mình anh chị ha. Đây xây bức tường cao là 3 mét anh chị, rất là kiên cố anh chị ha. Rồi để em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà nghỉ dưỡng thuộc về khu phố 3, phường 6, thành phố Mỹ Tho này thì liên hệ với em số điện thoại dung hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp
và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi là 6 tỷ 800 triệu nha. Giá này chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn chị nha. Anh chị và cô chú kết bạn Zalo em để em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.